Nào, tiếp theo ta gì? Tạo trang header nhé. Header là để chúng ta gì? Ta include vào đúng không? Tạo trang header. Rồi. Rất là đơn giản đúng không? Ở đây chúng ta sẽ thực hiện như thế này. Body này chúng ta sẽ dùng UL nha. CSS thì sẽ không viết ở đây nhé. TH fragment. Yeah. Sẽ bằng này. Navigation. Nghĩa là gì? Thanh điều gì? Điều hướng nhá. Navigation thanh điều hướng. Trong UL chúng ta sẽ định nghĩa một cái L gì? LI. Đúng không? Đấy, bạn copy LI cho thầy. Thôi, cứ bình tĩnh, tôi copy bộ. Trong LI ta sẽ định nghĩa một cái thẻ gì? Thẻ A nhỉ. TH 2. H gì? HREF. Các bạn còn nhớ không? Bằng cái gì các bạn? A cộng đúng không? Dấu sổ chéo. Đấy là gì? Thư mục gì? Thư mục gốc. Bạn copy cái đoạn này, Ctrl C. Ctrl V đúng không? Bạn muốn sổ đến shop thì ta gì? Sổ chéo gì? Shop. Đúng không? Như vậy đây là gì? Đây là home nha, đây là gì? Shop. Bạn muốn đến thằng khác thì ta gõ vào đây đúng không? Để muốn đến thằng nào, ví dụ đến thằng cát. Đây là gì? Cát. Nhá. Còn tiếp theo bạn muốn có cái gì đốc tai này thì chúng ta lười thôi. Xem lại cái cũ của chúng ta. Cái bài cũ ở đâu nhỉ? Bài cũ đây đúng không? Đốc tai đâu tiếc ấy, đỡ phải gõ nhiều. Ta vào đây. Đúng không? Copy cái đoạn. Đoạn này không có gì à? Có đốc tai thì cho đây. Đây không có đốc tai gì. Thôi chả có thôi. Chả sao cả. Cái đốc tai đâu nhỉ? Thế này là thằng lười gõ rồi. Đây, copy cái món này. Đấy. Không có cũng được nhé. Tôi cứ gõ ở đây để cho nó đỡ bị có gì nó không bị lỗi. Cái đây đúng không? Rút vào đây. Ô thì gõ nhầm à? Hồ đắc à? Cắt cái này sang đúng không? Cắt cái này. Cắt cái F. Rồi ok, như vậy ta định nghĩa xong cái phần header nhé, ta dừng đây nhé.